sinh hiếm muộn ngày càng có dấu hiệu gia tăng và trở thành nỗi lo của nhiều gia đình. Ngoài việc can thiệp của y tế, theo các chuyên gia, việc xây dựng thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học sẽ cải thiện đáng kể khả năng thụ thai. Dưới đây là một số thực phẩm giúp cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn ở cả hai giới. 1. Măng tây. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, măng tây là loại thực phẩm có chứa axit folic, hợp chất giúp khả năng rụng trứng ở nữ giới. Không những thế, các thành phần trong măng tây còn có tác dụng kích dục tự nhiên, giúp cải thiện ham muốn tình dục, kích thích máu lưu thông về cơ quan sinh sản và tăng cường khả năng thụ thai. Với măng tây, bạn có thể chế biến thành những món ăn ngon hàng ngày như măng tây xào ngô nấm, măng tây xào bắp non, măng tây xào tôm. Đây là những món ăn vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn lại rất dễ chế biến. 2. Quả óc chó. Quả óc chó là một phần của gia đình hạt cây. Loại quả này rất có lợi cho sức khỏe, một trong số đó là khả năng chữa vô sinh. Theo kết quả nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Fairlink, California, thì quả óc chó giúp nam giới tăng chất lượng tinh trùng. Thường xuyên ăn quả óc chó sẽ giúp lượng tinh trùng của chồng sẽ tăng lên số lượng rõ rệt và khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần. Ngoài tác dụng chữa vô sinh hiếm muộn, quả óc chó còn có tác dụng phòng ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi, bà bầu và giúp giảm béo. 3. Nước rau ngót. Theo y học dân gian, rau ngót là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, trong các thành phần của rau ngót còn chứa các hợp chất có thể tăng chất lượng và số lượng tinh trùng cho nam giới. Với rau ngót, bạn nên uống 2 cốc nước rau ngót xay sống, 300ml, đặc sánh và xanh ngắt mỗi ngày là có thể hỗ trợ chữa vô sinh cực hiệu quả cho những quý ông có tinh trùng yếu. 4. Lá hẹ. Đông y đã chỉ ra rằng lá hẹ có vị cay hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương ôn trùng, hành khí tán huyết, giải độc cầm máu tiêu đờm. Việc thường xuyên ăn canh lá hẹ sẽ giúp nam giới tăng cường tinh lực, bồi bổ gan thận, chữa trị chứng di mộng tinh, xuất tinh sớm. Ngoài ra, lá hẹ cũng rất tốt đối với phụ nữ có thai khi bị nhiễm lạnh, phụ nữ sau khi sinh bị chóng mặt. Với lá hẹ, bạn có thể chế biến thành những món ăn như rau hẹ xào lươn, rau hẹ xào tôm nõn hoặc đơn giản là lấy giã nước uống, một tuần uống khoảng 2 lần. 5. Protein thực vật. Mặc dù protein rất quan trọng với sức khỏe, nhưng không phải loại protein nào ăn nhiều cũng có lợi. Thay thế một số protein động vật như thịt, cá và trứng bằng các nguồn protein thực vật như đậu, hạnh nhân, hạt chia sẽ có tác động đến việc giảm nguy cơ vô sinh. Một nghiên cứu cho thấy rằng một lượng protein cao từ thịt có liên quan đến khả năng gây vô sinh cao hơn 32%. Mặt khác, ăn nhiều protein thực vật có thể giảm nguy cơ vô sinh hơn 50%. Do đó, hãy cân nhắc việc thay thế một số protein thịt trong chế độ ăn uống của bạn bằng protein từ rau, đậu và các loại hạt. Ngoài những thực phẩm vừa nêu trên, thì các cặp vợ chồng có thể bổ sung thêm mật ong, giá đỗ, hoa quả, rau củ giàu chất xơ, các loại hải sản vào chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị vô sinh. Trên đây là một số thông tin về chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn. Xin hẹn các bạn ở những bản tin tiếp theo.